Có những siêu phẩm được xem đi xem lại nhiều lần, có những cầu thủ trở thành người hùng sẵn sẽ tỏa sáng ở trên sân. Một hành trình làm nên lịch sử, muốn đạt cúp vàng phải trải qua nhiều cửa ải. Cầm từ xuất sắc nhất giải thậm chí không đủ để nói về Quang Hải. Là cầu thủ luôn gây đột biến ở hàng công, bản thân tích đồ sộ ở giải đấu trẻ, tuổi thơ gắn liền với trái bóng, tạo nên cú sốc khi 16 tuổi vô địch giải U21 quốc gia. Và từ đó ở lò đào tạo một cầu thủ vàng được bước ra. Anh mang băng đội trưởng thi đấu ở U19 Hà Nội, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải và danh hiệu Á quân cùng đồng đội. Tuổi 17 bẻ gãy sừng châu, anh khiến mọi người ai cũng phải nể, thâu tóm danh hiệu và anh được báo giới gọi là vua giải trẻ. Sở hữu lối đá phòng ngự phản công khó chịu bậc nhất V-League, người duy nhất từ chối hàng Anh Gia Lai để vào Hà Nội TNT. Quanh non nớt trước hàng thủ thép V-League là sân chơi phải đua. Tuy trận đó câu lạc bộ Hà Nội thắng nhưng còn riêng Quang Hải thua. Giành vé tham dự World Cup U20, anh tiến bộ thấy rõ, đó là pha đi bóng thực hiện đường truyền để cho đồng đội mở tỷ số. Là như tôi chủ lực lúc đó ra giải quyết cho đội những vấn đề nan giải, khẳng định giá trị cho đối thủ biết một nỗi sợ mang tên Quang Hải. Món ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23-7 trên bàn tỷ và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng tí. Món ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23-7 trên bàn tỷ và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng tí. Bừng sáng với những khoảnh khắc nổ tung cầu trường, đó là khi trái bóng ở trên vạch vôi bắt đầu chuyển hướng. Khả năng xử lý chân trái xem anh đi bóng có thể liên tưởng, đó là sự khéo léo mang dáng dấp của người đàn anh Phạm Thành Lương. Đẳng cấp không thể phủ nhận, đánh tan mọi rào cản, nhưng tố chủ chốt được các chiến binh rồng lửa bay qua vòng bảng. Được đánh giá kỹ thuật tốt nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, từng pha chạm bóng mang cảm xúc có thể phát triển trong tương lai. Tiếp đón các đối thủ lớn, mọi chuyện tưởng chừng đã chấm hết. Đánh bại Qatar trên đất Trung Quốc để đưa Việt Nam vào chung kết, luôn đứng vững trước mọi áp lực từ cầu thủ hậu vệ của đối phương. Tung cú sút vẽ ra đường cong làm cho trái bóng phải chuyển hướng, khống chế một chạm gọn khẽ để thêm một nhịp đúng tầm chân. Trước khi vẽ ra đường cong hoàn hảo, mà đẳng cấp thế giới không thể lẫn. Những màn trình diễn của anh cũng được AFC ghi nhận, là người hùng bùng nổ tỏa sáng thời khắc đội gặp khó khăn nhất. Thật hư về cái chân trái của anh chỉ có trong truyền thuyết, làm nức lòng những người hâm mộ siêu phẩm mang tên cầu vồng trong tuyết. Kỹ thuật tư thế ra chân, khả năng dứt điểm không tầm thường đâu, để lại trong cơn mưa tuyết hôm ấy siêu phẩm trên đất Thường Châu. Món ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23-7 trên bàn tỷ và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng tí. Món ăn đã tròn gia vị diệt luôn Iraq và Qatar, là những chiến binh áo đỏ giúp cho Việt Nam cứ thế vươn xa. Món ăn tinh thần chiến thắng U23-7 trên bàn tỷ và chung kết khuyến mãi cho người hâm mộ thêm món cầu vồng tí. Hãy nhấn vào đăng ký phía dưới để ủng hộ Di Xuân nhé. Cảm ơn các bạn.